Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Vâng, Thạch Thất Hà Nội lại chào đón Ngọc Japan với chiếc Furigo AS960. Ngọc Japan vừa đặt chân tới nơi. Và đây là nhà anh Nâm, một trong những cái nơi cũng rất là sầm uất. Và anh Nâm cũng đã tìm hiểu qua rất nhiều kênh và đã lựa chọn kênh của Ngọc Japan để có thể là mua chiếc ghế Furigo AS960 để chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình. Thì thực sự khi mà tới với nhà anh Nâm thì điều đầu tiên đó là nhà anh có rất nhiều sản phẩm nội địa Nhật, từ tủ lạnh cho tất cả các cái đồ dùng khác. Và tới với anh Nâm thì Ngọc Japan có đặc biệt là tặng anh in nhãn quà của quê hương Hưng Yên. Và chia sẻ với mọi người, đây là một trong những cái khoảng thời gian mà đất Hưng Yên của Ngọc Japan có những cái chùm nhãn, điều đặc trưng của vùng đất nhãn nồng Hưng Yên. Và đây là cái chiếc cầu thang mà anh em Ngọc Japan khiêng chiếc ghế lên. Cũng may là cầu thang nhà anh Nâm thì tương đối là rộng để có thể đưa chiếc ghế lên được tới nơi và vị trí phòng ngủ mà anh mong muốn. Thì với mỗi khách hàng cũng như anh Nâm thôi, đều mong muốn là đưa cái chiếc ghế massage của mình vào đúng cái vị trí mà mình vừa có thể là sử dụng, vừa có thể làm việc. Và đây là cái mà nơi mà anh Nâm đã lựa chọn để anh em kỹ thuật Ngọc Japan có thể là đưa chiếc ghế vào đúng cái vị trí mà anh mong muốn, vừa làm việc vừa có thể là thư giãn bên cái chiếc ghế massage của mình. Và sau khi kê xong vào vị trí mà anh Nâm mong muốn thì bước cuối cùng đó là nhân viên của Ngọc Japan sẽ hướng dẫn anh về cái cách sử dụng và một số cái lưu ý khi sử dụng ghế massage nội địa Nhật. Thực sự rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn chiếc AS960 tại Ngọc Japan để làm cái món quà chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của mình.